Tiếp tục lên cho cô chú và anh chị một bé phóp sóc màu bạch ti cực kỳ xinh xắn luôn nha. Đây, một bé duy nhất, bé đực nha. Bé này đã được 2 tháng tuổi. Màu trắng nâu, cực kỳ xinh xắn. Lông dài hai lớp, phóp sóc mini nha cô chú và anh chị. Thích dòng này thì cứ liên hệ bên em để được tư vấn. Cái bé đã được 2 tháng tuổi và đã tiêm vaccine phòng bệnh. Nhận ship toàn quốc cho cô chú và anh chị luôn nha. Hiện thì tai bé chưa dựng, khoảng tầm 5 và 10 hôm thì tai bé sẽ dựng lên nha. Rất là lanh lợi luôn. Cô chú và anh chị nào thích dòng này thì cứ liên hệ bên em để được tư vấn. Một bé duy nhất mà thôi. Rất là bà bì ha. Rất đẹp luôn.